Nhóm Đinh Thập Tự kính chào quý ông bà và anh chị em. Xin mời cộng đoàn nhấn nút đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất đến từ chúng con nhé. Kính thưa cộng đoàn, sau khi Đức cha Phêrô an nghỉ trong Chúa lúc 6 giờ 25 phút Chúa Nhật ngày 10 tháng 9 năm 2023 trong sự tiếc thương và ngỡ ngàng của toàn giáo phận, đến 9 giờ 15 phút, cha Đa Minh Nguyễn Xuân Hùng, quản hạt Chư Prong, chính xứ Hoàng Yên cùng với quý cha, quý thầy, quý nữ tu và cộng đoàn giáo xứ Hoàng Yên đã đưa thi hài của Ngài từ khu vực nhà xứ vào nhà thờ để mọi người đến viếng và đọc kinh cầu lễ. Trực bên thi hài Đức Cố Giám Mục có quý thầy chủng viện Thừa Sai Kon Tum, quý nữ tu, hội đồng mục vụ và giáo dân giáo xứ Hoàng Yên. Cha Lois Nguyễn Quang Vinh, đại diện giám mục vùng Gia Lai, cha Gioan Bautista Hồ Quang Huyên, quản lý giáo phận, cha Phêrô Nguyễn Văn Hiền, giám đốc chủng viện Thừa Sai Kon Tum và một số quý cha, quý nam nữ tu sĩ và bà con giáo dân đến viếng và sốt sắng cầu nguyện cho Đức cha Phêrô thân yêu. Khoảng 14 giờ, Đức cha Aloisio, giám mục giáo phận Kon Tum đã đến viếng Đức cha Phêrô. Đức cha Aloisio đã quỳ thinh lặng cầu nguyện trước vị giám mục tiền nhiệm đáng kính vừa được Chúa thương gọi về. Chúng ta cùng hiệp ý với Đức giám mục giáo phận, quý cha và mọi người đang hiện diện cầu nguyện xin Chúa đoái thương cho người tôi trung của Chúa là Đức cố giám mục Phêrô Trần Thanh Trung, được sớm diện kiến tôn nhan Chúa nơi nước trời. Sau đây là cáo phó và chương trình tang lễ của Đức cha Phêrô Trần Thanh Trung. Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Cáo phó: trong niềm tin vào Chúa Kitô phục sinh, giáo phận Kon Tum và gia đình trân trọng kính báo. Đức cha Phêrô Trần Thanh Trung, nguyên giám mục giáo phận Kon Tum, sinh ngày 10 tháng 11 năm 1927 tại giáo xứ Cồn Dầu, giáo phận Đà Nẵng, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Đã an nghỉ trong Chúa lúc 6 giờ 25 phút Chúa Nhật ngày 10 tháng 9 năm 2023 tại giáo xứ Hoàng Yên, giáo hạt Chư Prong, hưởng thọ 97 tuổi, 68 năm linh mục và 42 năm giám mục. Nghi thức tẩn liệm lúc 8 giờ thứ hai ngày 11 tháng 9 năm 2023 tại giáo xứ Hoàng Yên. Lễ viếng 8 giờ đến 22 giờ từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 9 năm 2023 tại giáo xứ Hoàng Yên, 8 giờ đến 22 giờ từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 9 năm 2023 tại nhà thờ chính tòa Kon Tum. Thánh lễ an táng lúc 6 giờ thứ năm ngày 14 tháng 9 năm 2023 tại nhà thờ chính tòa Kon Tum. Ngài sẽ an nghỉ nơi phần mộ trong khuôn viên giáo xứ chính tòa Kon Tum. Xin cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện cho linh hồn Đức cha Phêrô. Xin miễn vòng hoa và trướng. Tiền phúng điếu sẽ được dùng cho việc truyền giáo của giáo phận. Tiểu sử: Đức cha Phêrô Trần Thanh Trung, nguyên giám mục giáo phận Kon Tum. Khẩu hiệu giám mục: Dilexit mi, Ngài yêu tôi. Sinh ngày 10 tháng 11 năm 1926 tại giáo xứ Cồn Dầu thuộc giáo phận Đà Nẵng, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Năm 1937 đến năm 1949, học tiểu chủng viện Thừa Sai Kon Tum. Từ năm 1949 đến năm 1955, học đại chủng viện Sài Gòn. Ngày 25 tháng 8 năm 1955, thụ phong linh mục do Đức cha Paul Say Kim tại nhà thờ chính tòa Kon Tum. Năm 1955 đến năm 1957, giáo sư tại tiểu chủng viện Thừa Sai Kon Tum. Năm 1957 đến năm 1958, chánh xứ giáo xứ Tân Cảnh. Năm 1958 đến năm 1966, chánh xứ giáo xứ Pleiker Bay. Từ năm 1966 đến năm 1974, giám đốc tiểu chủng viện Thừa Sai Kon Tum tại Đà Lạt. Năm 1974 đến năm 1975, Ngài phụ trách các anh em sắc tộc từ vùng Pleiku đến Mang Giang. Năm 1976 đến năm 1986, chánh xứ giáo xứ Đức An, Pleiku. Từ năm 1977 đến năm 1981, tổng đại diện giáo phận Kon Tum. Ngày 26 tháng 3 năm 1981, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II bổ nhiệm Ngài làm giám mục phó giáo phận Kon Tum với quyền kế vị. Ngày 22 tháng 11 năm 1981, lễ tấn phong giám mục tại nhà nguyện chủng viện Thừa Sai Kon Tum do Đức cha Alexis Phạm Văn Lộc chủ phong.
Châm ngôn giám mục Delecit Me, Ngài yêu tôi. Ngày 13 tháng 4 năm 1995, kế vị giám mục giáo phận Kon Tum, thay thế đức cha Alexis Phạm Văn Lộc nghỉ hưu. Ngày 16 tháng 7 năm 2003, Tòa Thánh chấp thuận cho Ngài nghỉ hưu khi 77 tuổi, sau 22 năm làm giám mục, trong đó 8 năm làm giám mục chính tòa giáo phận Kon Tum. Từ ngày 28 tháng 8 năm 2003 đến nay, nghỉ hưu, đức cha Pedro đã an nghỉ trong Chúa lúc 6 giờ 25 phút Chúa Nhật ngày 10 tháng 9 năm 2023 tại giáo xứ Hoàng Yên, giáo hạt Chư Phrông, hưởng thọ 97 tuổi với 68 năm linh mục từ năm 1955 đến năm 2023 và 42 năm giám mục từ năm 1981 đến năm 2023. Kính xin quý đức Hồng Y, quý đức cha, quý cha, quý tu sĩ, chúng sinh và cộng đồng dân Chúa hiệp ý cầu nguyện cho đức cha Phêrô. Giáo phận Kon Tum xin kính báo. Đinh Thập Tự cảm ơn quý ông bà và anh chị em đã đón xem. Xin Chúa chúc lành cho tất cả mọi người. Và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video mới đến từ chúng con.